Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nước cờ mạo hiểm của ông Chelsea. Philip Nguyễn bắn tín hiệu từ huấn luyện viên Chelsea. Tuấn Hải và hành trình thành ngôi sao ở tuyển Việt Nam. Nước cờ mạo hiểm của ông Chelsea thay đổi đội hình liên tục, sẵn sàng để cho các ngôi sao ở ngoài. Các quy định của ông Philip Chelsea cho thấy một cuộc cách mạng thực sự ở đội tuyển Việt Nam. Nó cũng như là một sự khẳng định của nhà cầm quân người Pháp rằng ông đang là quyền lực số 1 tại đội bóng này. Trường hợp của tiền vệ Hoàng Đức có thể xem là ví dụ tiêu biểu. Một cầu thủ kỳ cựu ở đội tuyển Việt Nam chia sẻ: trong các buổi tập, ông Chelsea thường mang Hoàng Đức và Văn Quyết ra để làm minh họa cho các cầu thủ trẻ. Ông muốn nắm từng động tác kỹ thuật của cầu thủ và luôn đặt ra yêu cầu rất cao, sẵn sàng nổi nóng khi học trò không làm tốt. Hoàng Đức đã phải dự bị hai trận đấu liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á trước Philippines và Iraq. Một quyết định khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Ông Chelsea cũng tùy thời điểm để cả Hùng Dũng hay Bùi Tiến Dũng ở ngoài nhường vị trí cho các cầu thủ trẻ hơn. Thái Sơn, Thanh Long hay Văn Khang và Đình Bắc thực tế đều là những cái tên ít được chú ý. Cho đến khi Chelsea nắm đội tuyển Việt Nam, trường hợp của Hoàng Đức, Chelsea đã thẳng tưng cho biết ông muốn rằng anh nỗ lực hơn. Nó như là một lời cảnh báo đối với ngôi sao hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trước đó thì ông Chelsea đã thử nghiệm Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo ảo và có vẻ như màn trình diễn của anh không thiếu khả hài lòng. Một huấn luyện viên kỳ cựu ở V-League và các đội tuyển quốc gia chia sẻ, một trong những chiêu quen của huấn luyện viên chính là muốn loại bỏ cầu thủ nào, đó là để cầu thủ đó chơi trái vị trí sở trường. Cầu thủ đá không được thì tự động sẽ xin nghỉ, vị này nói. Dù vì lý do gì, các động thái của ông Chelsea như là một sự khẳng định ông đang nắm quyền tuyệt đối ở đội tuyển Việt Nam. Hơn thế nữa, đội tuyển Việt Nam hiện tại không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào và tất cả sẽ đều phải nỗ lực nếu như muốn có được chỗ đứng. Một điểm dễ thấy trong loạt 8 trận vừa qua của đội tuyển Việt Nam, gồm cả các trận đấu chính thức, ông Chelsea thì liên tục hoán đổi các vị trí, không cố định một bộ khung nào và như trên đã nói, có thể sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ngay ở các trận đấu chính thức. Vòng loại World Cup là một mặt trận quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng không ngăn được ông Chelsea để cho nhiều ngôi sao phải ngồi ngoài. Thứ duy nhất mà ông giữ nguyên đó là yêu cầu về mặt chiến thuật, lối chơi của các cầu thủ cần phải được thực hiện. Đó là sự khẳng định về một cuộc cách mạng của nhà cầm quân người Pháp đang tiến hành ở đội tuyển Việt Nam. Mặt tích cực của nó đó là các cầu thủ trẻ có khi nhiều cơ hội để chui rèn, phát triển về mặt chuyên môn, đồng thời khiến cho các ngôi sao đàn anh phải duy trì nỗ lực, sự tận hiến sau chuỗi y so những thành công trong quá khứ. Tuy nhiên thì giới chuyên môn cũng có những lo ngại bởi các liệu pháp cứng của ông Chelsea nếu như vượt giới hạn có thể tạo nên phản ứng ngược. Sự bất đồng giữa huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ trụ cột luôn là vấn đề làm đau đầu lưới lãnh đạo cấp cao hơn. Suy cho đến cùng thì cái cuối cùng là lợi ích của các đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng là khó có thể phủ nhận được Hoàng Đức, Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng hay Quế Ngọc Hải vẫn là các cầu thủ có đẳng cấp ở vị trí của họ. Việc không huy động được tối đa sức mạnh sẽ khiến cho đội tuyển Việt Nam suy yếu, đặc biệt là khi bước vào những cuộc đua sở trường giàu sức cạnh tranh vốn đòi hỏi những cầu thủ có kinh nghiệm. Các nước đi của ông Chelsea sẽ trở nên nguy hiểm nếu như cùng với đó thành tích của các đội tuyển quốc gia không như ý. Sức ép với nhà cầm quân người Pháp và cả liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tăng lên. Suy cho đến cùng, không phải là ông Chelsea hay Hoàng Đức hoặc bất cứ ngôi sao nào, lợi ích đội tuyển Việt Nam mới là số 1. Philip Nguyễn bắn tín hiệu về huấn luyện viên Chelsea. Trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam, Philip Nguyễn tỏ ra hết sức hào hứng. Thủ môn vừa mới có được quốc tịch Việt Nam, Philip Nguyễn đang rất hy vọng sẽ được khoác áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Chia sẻ với báo giới, người gác đền sinh năm 1992 bày tỏ: tôi đã biết mình nằm trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup. Ban đầu hơi khó khăn bởi tôi đã không có được căn cước công dân, nhưng rất may là tôi đã hoàn thành các thủ tục kịp thời. Để có được tên trong danh sách cuối cùng đi Asian Cup, tôi sẽ cố gắng tập luyện hết sức và mọi thứ còn lại sẽ do huấn luyện viên trưởng quyết định. Tôi đang cố gắng nói tiếng Việt tốt hơn, hiện tại thì mọi người có thể hiểu tôi. Tôi nghĩ rằng tiếng Việt của mình đang cải thiện hàng ngày. Trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam, Philip cho thấy sự nỗ lực vì màu cờ sắc áo của mình. Theo đó thì thủ môn gốc Thủy Nguyên Hải Phòng đã không ngừng trau dồi tiếng Việt để có thể sớm giao tiếp được với các đồng đội. Đặc biệt là anh đã có thể hát trọn vẹn nơi quốc ca. Ở trận đấu sớm vòng 6 của V-League giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam hôm 15 tháng 12, Philip gây chú ý khi hoàn thành bài quốc ca đầy hào hứng. Ấn tượng hơn, chàng thủ môn điển trai còn nhìn lá cờ Việt Nam trên găng tay thể hiện tình yêu nước. Tại trận đấu này, người gác đền 31 tuổi tiếp tục chơi xuất sắc để bảo toàn mảnh lưới của câu lạc bộ Công an Hà Nội dù bị Quảng Nam cầm hòa không đều. Theo đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng ký 50 cái tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Trong đó, sự xuất hiện của thủ môn Philip Nguyễn khiến cho người hâm mộ háo hức. Theo lịch thi đấu ở vòng bảng vòng chung kết Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Nhật Bản lúc 18:30, sau đó lần lượt gặp Indo và Iraq.
Tuấn Hải và hành trình thành ngôi sao ở tuổi 15. Tỷ đạo Phạm Tuấn Hải không gây sốt như lứa Công Phượng khi Trình Lăng, không có xuất phát tốt như Quang Hải, nhưng hiện anh mới là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Việt Nam, vươn lên bằng sự cần mẫn. Ở trận đấu muộn vòng 5 của V-League, Phạm Tuấn Hải là người mở tỷ số cho Hà Nội FC khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An, làm tiền đề để đội chủ sân hàng đẫy giành thắng lợi 2-0 chung cuộc. Tiếp đó, tỷ đạo này cũng là cú đúp giúp cho Hà Nội FC đánh bại Urawares tại vòng bảng C1 châu Á. Dù huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng Tuấn Hải chính là cầu thủ tốt bình thường, nhưng đây có thể coi như là một lời khích tướng, bởi chẳng thể phủ nhận là vai trò của Hải ở đội bóng thủ đô ngày một lớn. Tương tự là trong màu áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ sinh năm 1998 đang khẳng định được chỗ đứng vững chắc. Tháng 8 năm 2021, Hải mới lần đầu được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, là cái tên còn lạ lẫm với giới mộ địa, nhưng chỉ sau hơn 2 năm, anh đã trở thành niềm hy vọng số 1 của đội tuyển. Mới nhất, Tuấn Hải được Ochocio trao cơ hội ra sân hai trận đấu tại vòng loại World Cup diễn ra hồi tháng 11. Tốc độ, sự căng nứt mà Tuấn Hải thể hiện khiến hàng thủ của đối phương nhiều fan bị kéo giãn. Cầu thủ đang thụ biên chế của Hà Nội FC cũng thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Đánh giá về tiền đạo 25 tuổi, ông Triệu Quang Hà cho rằng tốc độ, khả năng dứt điểm và nhiệt huyết đã tạo nên thương hiệu cho Tuấn Hải. Cậu ấy luôn thể hiện sự khác biệt mỗi khi xuất hiện trên sân. Chính sự khát khao khổ luyện đã giúp cho cậu ấy có được ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại, tôi đánh giá Tuấn Hải cùng với Hoàng Đức là hai ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người từng có thời gian dẫn dắt Tuấn Hải tại câu lạc bộ Hà Tĩnh, cũng đồng tình với quan điểm trên. Hải có nền tảng thể lực tốt và lối chơi cần mẫn, dù yêu cầu chơi như thế nào thì cậu ấy cũng luôn đá hết sức. Cũng nhờ vậy mà Hải tiến bộ, dần trưởng thành hơn. Trong khi đó thì ông Hoàng Văn Phúc, giám đốc kỹ thuật của Hà Nội FC nhận xét, Tuấn Hải rất ham học hỏi, cần phải tiến nếu như có thể chơi nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên với bản thân, chàng tuyển thủ Việt Nam lại khiêm tốn. Tôi thấy mình vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện như trong các tình huống xử lý vọng vi hẹp hay các pha chuyền bóng phát động tấn công, ngoài ra là khả năng xử lý khi giữ điểm cầu môn. Có một chi tiết đáng lưu ý, thời điểm mà Tuấn Hải trở về khoác áo Hà Nội FC vào đầu mùa giải 2022 cũng là lúc Nguyễn Quang Hải chia tay đội bóng sang châu Âu để chơi bóng. Một số ý kiến cho rằng bởi không bị cái bóng quá lớn từ người đàn anh nên chàng trai của Hà Nam mới có được bước phát triển vượt bậc. Nhận định này không hẳn thiếu căn cứ, bởi Tuấn Hải cùng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội nhưng không thể sớm lên đội 1 như đàn anh mà phải chơi ở Hà Nội B khi trở lại sân hàng đẫy. Dù vậy thì ông Hoàng Văn Phúc đánh giá là ngay cả khi Quang Hải không chia tay đội, Tuấn Hải vẫn có thể tỏa sáng. Hai cầu thủ này chơi vị trí khác nhau, phong cách cũng trái ngược. Một người thiên về kỹ thuật, sáng tạo, còn một người thiên về sức mạnh, tốc độ và khai thác khoảng trống. Tại Hà Nội FC, việc một cầu thủ trẻ vươn lên khi đứng cạnh những đàn anh ngôi sao không phải hiếm. Quan trọng hơn, Tuấn Hải luôn giữ được thái độ cầu tiến nên dù ở môi trường nào, tôi tin cậu ấy vẫn sẽ trở tốt. Khi được hỏi về vấn đề này, ứng viên của Cổ bóng vàng Việt Nam 2023 khẳng định anh rất ngưỡng mộ Quang Hải và học hỏi được nhiều từ đàn anh, tuy nhiên anh chưa bao giờ phải chạy hay vượt qua cầu thủ nào. Tôi chỉ muốn đi con đường của riêng mình, nỗ lực và chinh phục thử thách theo cách của mình để đi đến với thành công. Ông Triệu Quang Hà thì nhận định, chính quãng thời gian chơi bóng cho Hà Tĩnh đã giúp cho Quang Hải có được sự chuẩn bị hoàn hảo cho giai đoạn bùng nổ 2 năm qua. Nếu như ở lại Hà Nội, chưa chắc cậu ấy đã có cơ hội để ra sân. Ngược lại, ở Hà Tĩnh, cậu ấy gần như là vị trí không thể đụng tới. Kinh nghiệm tích lũy được trong màu áo Hà Tĩnh đã giúp cho Hải lập tức thích nghi ở môi trường mới mà cũ cũng như tỏa sáng.